Nếu như anh chị mình đang có con đi du học ở các quốc gia châu Âu như là Đức, Thụy Điển hay là Phần Lan thì hãy xem hết video này để có thêm một cái phương án lựa chọn cân nhắc cho con em mình anh chị nhé. Thông thường những cái anh chị mà cho con đi du học thì có cái tài chính rất là tốt. Và khi mà anh chị bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để cho các bạn đi du học thì đa số là anh chị mình sẽ mong muốn là sau khi học xong thì các bạn có cái cơ hội để ở lại tìm kiếm việc làm và xa hơn là có thể ở lại định cư ở cái quốc gia đó. Có đúng không anh chị? Thông thường đối với các quốc gia châu Âu phát triển như là Đức, Thụy Điển hay là Phần Lan thì sau khi các bạn du học sinh học xong mà các bạn muốn ở lại định cư thì sẽ có hai con đường chính chủ yếu để mà các bạn có thể cân nhắc. Một là các bạn phải rất là giỏi để mà có thể xin được một cái job và công ty đứng ra sponsor để mà offer cho các bạn một cái job và các bạn có thể ở lại một cách hợp pháp với cái work permit mà công ty offer cho các bạn. Hai là các bạn sẽ phải tìm một cái người bản xứ để mà các bạn kết hôn và ở lại hợp pháp trên đất nước đó. Thì cả hai cách này cũng đều không hề đơn giản và cũng sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định đối với các bạn du học sinh. Vậy thì các anh chị mình hoàn toàn có thể cân nhắc thêm một cái phương án cho con em mình, đó chính là anh chị mình bỏ ra cái số tiền là tầm khoảng 4 tỷ để mà đầu tư cho cả gia đình một cái thẻ xanh của châu Âu. Và với chiếc thẻ xanh châu Âu này thì anh chị mình sẽ có hai cái lợi ích nổi trội mà có thể thấy trước mắt. Đầu tiên đó chính là anh chị mình có thể thoải mái đi qua lại giữa các quốc gia châu Âu để mà thăm con em của anh chị đang du học. Hai là với cái chiếc thẻ xanh này thì con em của anh chị sẽ hoàn toàn loại bỏ được cái áp lực tâm lý về thời gian, cũng như là các bạn sẽ có thêm nhiều cái phương án để lựa chọn cân nhắc hơn. Do đó những cái anh chị nào mà mình có cái tài chính tốt và con cái đang đi du học ở châu Âu thì anh chị mình hoàn toàn có thể cân nhắc thêm một cái phương án là đầu tư thêm một chiếc thẻ xanh châu Âu cho các bạn anh chị nhé.